sư cha. Con là Phenomena Thúy, con ở ngoài cứ là xã được phần đấy tỉnh ngoài Bắc. Đoàn con hôm nay đi vào Thành Hương là 45 người. Thứ nhất là vào cầu xin Đức Mẹ. Thôi được ơn gì kể luôn đi con. Sư cha con được nhiều ơn lắm, con cũng kể vài ơn cần nhất thôi. Năm 12 thì chồng con bị nhiều bệnh lắm, bị liệt rồi là đau dạ dày rồi là các huyết cao. Thì được chị gái con giới thiệu cha về Thái Bình làm lễ, thì con đưa chồng con về xin lòng thương xót cha rửa tay cầu nguyện. Thì Chúa đã phát bệnh cho chồng con bây giờ là khỏi hẳn. Đến khi hôm lễ phục sinh, con đi lễ về thì xe máy nó tông vào chân con. Thế là con đi khám 2 tháng con không đi được vì bác sĩ hai bệnh viện của con này thì đất đây chẳng chéo phải mổ. Thế con hôm lễ suy sụp lên rồi, con vào cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì khi con về, con đi khám, bệnh viện bảo con là dây chằng của chị không sao. Thế là con không bị mổ, thưa cha, con tạ ơn Chúa, bây giờ con đi đã được lành mạnh. Hallelujah! Chuyện của chồng chính là năm 2012, lúc đó thì chúng tôi đi ra ngoài miền Bắc và dựng lễ lòng thương xót Chúa 3 ngày, đi 12 giáo xứ sáng trưa chiều tối, trong đó có ghé vô giáo phận Thái Bình và chồng chị đến ở cũng đông như thế này, và tôi chỉ biết đặt tay cầu nguyện, còn Chúa làm sao thì Chúa làm, cũng là quyền năng của Chúa, và Chúa đã chữa lành cho chồng của chị. Và hôm nay thì chồng chị đến đây để làm chứng cho chồng câu chuyện của năm 2012 lòng thương xót Chúa. Và chuyện mới được của chị là chị đã được ơn của Chúa như thế này, còn cái mới nhất. Thưa cha, còn cái mới nhất thì con tạ ơn Chúa là con thì là người tội lỗi, con ích kỷ, sống ích kỷ lắm. Nhưng từ khi con biết đến lòng thương Chúa thì Chúa đã biến đổi con trở thành người mới, con của Chúa. Con biết xót thương mọi người như Chúa xót thương con. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Có lý, lại đói rồi. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Rồi tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi gửi cho anh cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, lòng thương xót Chúa, nói anh là năm 2012 ta gặp anh ấy và Chúa đã chữa lành cho anh ấy, và hôm nay chị đi làm chứng cho Chúa. Rồi xin còn có quạt chưa? Rồi có rồi, xin Chúa cho bạn cho chị nha. Rồi mấy ông nãy ông cứ chạy lên nhấp nhà nhấp nhỏ tại đây.